Xin chào các bạn, đây là tôi, Mark Game và series cốt truyện Black Myth Wukong. Vậy là hành trình hắc thần thoại của chúng ta đã gần đến điểm kết. Tiếp theo đây, ta sẽ cùng đến với chương 5, Nhật Lạc Hồng Trần. Một trong những chương mà tôi cảm thấy là drama và máu cuốn nhất xuyên suốt trong cốt truyện của Black Myth Wukong. Huynh đệ vào sinh ra tử trút hơi thở cuối cùng trong tay của mình. Người vợ bản thân yêu thương nhất trở thành công cụ sinh sản của thiên đình. Rốt cuộc, chuyện gì thực sự chờ đợi chúng ta phía trước? Hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nha. Chương 5. Nhật là Hồng Trần. Rời khỏi động bàn tơ, chương 5 bắt đầu với cảnh thiên mệnh nhân và trư bát giới đánh nhau với một đám quỷ sai đến từ địa phủ ở Hỏa Diệm Sơn. Không giống cảnh sa mạc, cát vàng oi bức chúng ta được thấy ở trong phim. Hỏa Diệm Sơn lúc này tối tăm, u ám, trông giống hệt như địa ngục trần gian. Qua lời quân tiên phong dưới trướng Ngưu Ma Vương, chúng ta biết được rằng Hỏa Diệm Sơn lúc này đã bị âm binh vây kín, đường lên núi bị canh giữ nghiêm ngặt, vô cùng trắc trở. Nhưng vì linh căn thứ 5 đang nằm trong tay Ngưu Ma Vương nên ta không thể tiếp tục hành trình. Đi đến một hẻm núi, thiên mệnh nhân sẽ gặp được một tiểu hồ ly đang bị treo trên đống lửa và chạm trán với hai yêu vương là Cấp Như Hỏa và Khoái Như Phong. Tiêu diệt thành công bọn chúng, giải cứu tiểu hồ ly, ta sẽ biết được tên nó là Bình Bình, con gái của Ngưu Ma Vương, và Ngọc Diện Hồ Ly, em cùng cha khác mẹ với Hồng Hài Nhi. Qua lời kể của Bình Bình, ta biết rằng trong kiếp nạn Hỏa Diệm Sơn năm xưa, Ngọc Diện Hồ Ly đã bị Trư Bát Giới dùng bồ cạo đập cho vong mạng. Sau khi mẹ mất, cô nàng được Thí Phiến công chúa, vợ cả của Ngưu Ma Vương nhận làm con nuôi, yêu thương hết mực. Không lâu sau, Hồng Hài Nhi cũng từ chỗ Nam Hải trở về, cả nhà đoàn tụ, trải qua những ngày tháng yên bình ở Hỏa Diệm Sơn. Thế nhưng, không rõ vì lý do gì, một ngày kia, Hồng Hài Nhi bỗng đổi tính đổi nết, giam lỏng cả cha lẫn mẹ, đoạt quyền kiểm soát Hỏa Diệm Sơn. Bình Bình vì thế nên mới chạy ra ngoài tìm viện binh. Không ngờ là bị tay sai của Hồng Hài Nhi là Cấp Như Hỏa và Khoái Như Phong bắt giữ. Chuyện sau đó là những gì đã xảy ra vừa nãy. Cảm thấy thiên mệnh nhân là người có bản lĩnh, Bình Bình đã nhờ ta giúp nó cứu Ngưu Ma Vương đang bị giam trên núi. Tuy nhiên, đường lên núi đã bị tam muội chân hỏa của Hồng Hài Nhi chặn lại. Muốn qua phải có quạt ba tiêu của Thí Phiến công chúa. Khi đến gặp Thí Phiến công chúa, ta sẽ chạm mặt một nhân vật khá đặc biệt là thủ địa của Hỏa Diệm Sơn. Người này có mối quan hệ khá sâu xa với Thí Phiến công chúa. Tuy nhiên mà tôi sẽ nhắc kỹ hơn ở phần sau của video. Quay về hiện tại, thủ địa Hỏa Diệm Sơn ngỏ ý muốn đưa Thí Phiến công chúa cùng chạy trốn, rồi phất tay đuổi Bình Bình đi. Nhưng hắn không ngờ Thí Phiến trước mặt lại do Trư Bát Giới hóa thành. Thiên mệnh nhân nghe lén nãy giờ cũng hiện nguyên hình, cả ba lao vào đánh nhau. Sau khi thủ địa bỏ trốn, Bình Bình ở một nơi nào đó tìm được quạt ba tiêu, trợ giúp thiên mệnh nhân giải cứu Ngưu Ma Vương. Nhưng khi việc sắp thành, Ngưu Ma Vương lại nói người trước mặt không phải là con gái của lão. Mà Bình Bình ta gặp giờ phút này mới hiện nguyên hình là Hồng Hài Nhi, cố tình làm như thế để dụ dỗ Ngưu Ma Vương giao linh căn của đại thánh cho mình. Còn Bình Bình thật vốn đã bị Hồng Hài Nhi đánh ngất trước cả khi trò chơi bắt đầu. Mà lý do Hồng Hài Nhi làm như vậy lại có liên quan đến ân oán năm xưa giữa Thí Phiến công chúa với thiên đình. Đánh bại được Hồng Hài Nhi, Ngưu Ma Vương sẽ trao cho ta linh căn thứ 5 kèm với một lời dặn dò. Thế nhưng vật sắp đến tay lại bị Hồng Hài Nhi bật dậy cướp mất. Linh ca sau đó được Hồng Hài Nhi nuốt vào bụng, biến nó trở thành Dạ Xoa Vương, dẫn đến trận chiến cuối cùng. Đánh bại Dạ Xoa Vương, Thí Phiến công chúa thật sẽ xuất hiện để cầu xin cả hai tha mạng cho cô trai mình. Theo lời nàng, Hồng Hài Nhi là huyết thống duy nhất còn sót lại của tộc Dạ Xoa ở phương Tây. Nếu thiên mệnh nhân và Trư Bát Giới chịu tha cho Hồng Hài Nhi, nàng và Ngưu Ma Vương sẽ mang con về ẩn cư tu luyện ở Hỏa Diệm Sơn, không bao giờ ra ngoài nữa. Thế nhưng, Hồng Hài Nhi không để mẹ được như ý. Lần này nó tự kết liễu cuộc đời của chính mình. Thân thể cũng vì thế mà hóa thành tro bụi. Linh căn thứ 5 sau đó rơi ra, để lộ một câu chuyện bi thương về thân thế của Ngưu Ma Vương, cũng như chân tướng thật sự ẩn sau sự ra đi của Tề Thiên Đại Thánh. Qua lời kể của lão khỉ già ở đầu trò chơi, ta biết rằng Tôn Ngộ Không đã một mình đối chọi với Nhị Lang Thần và Tứ Đại Thiên Vương. Nhưng trên thực tế, trong trận chiến đó còn có sự góp mặt của 5 con yêu quái, lần lượt là Hắc Hùng Tinh, Hoàng Phong Đại Thánh, Hoàng Mi Lão Phật, Bách Nhãn Ma Quân và Ngưu Ma Vương.
kết cục của trận đánh đó như thế nào chúng ta đều rõ. Ngưu Ma Vương ôm Tôn Ngộ Không đang trút hơi thở cuối cùng trong tay của mình, nhớ về một thời oai phong, lẫm liệt. Lúc đó Đại Thánh vẫn chưa bị đè dưới Ngũ Hành Sơn, chưa thỉnh chân kinh. Cả hai là huynh đệ vào sinh ra tử, cùng nhau đối chọi với thiên đình. Thế rồi khi Đại Thánh bại trận, bị đè dưới Ngũ Hành Sơn 500 năm, Ngưu Ma Vương thân là người từng vào sinh ra tử với hắn cũng không tránh khỏi liên lụy. Vợ của y, Thiết Phiến Công Chúa, bị ép uống nước sông Mẫu Tử ở Nữ Nhi Quốc, mang thai dòng máu cuối cùng của tộc Dạ Xoa phương Tây, sinh ra Hồng Hài Nhi. Gia đình nhỏ vốn muốn sống yên bình ở Hỏa Diệm Sơn, nhưng Ngộ Không sau đó lại tìm đến, đòi mượn quạt Ba Tiêu. Con trai y bị đưa đến Nam Hải, vợ bé Ngọc Diện Hồ Ly bị Bát Giới đánh mất mạng. Ngưu Ma Vương bị dồn đến đường cùng, hiện nguyên hình đánh nhau với Ngộ Không. Nhưng Tôn Ngộ Không lúc đó được chúng tiên giúp đỡ, triệt hạ Ngưu Ma Vương. Mà Thi Phiến bị để cứu chồng, không thể không quỳ xuống, chắp tay giao quạt Ba Tiêu ra. Thế nhưng Ngưu Ma Vương vẫn bị bắt đi quy y cửa Phật. Mở mắt ra lần nữa là thực tại, Tề Thiên Đại Thánh ngày nào đã trút hơi thở cuối cùng trong tay Ngưu Ma Vương. Chất lỏng đỏ thẫm chảy ra từ cơ thể Đại Thánh, tạo thành một tấm gương lớn, phản chiếu những kẻ đã ép hắn đến bước đường cùng. Cuối cùng, thân xác hắn hóa thành tro bụi, chỉ để lại một câu dặn dò. Những thứ mà cơ thể ta để lại, tuyệt đối không được chạm vào. Vậy câu chuyện thật sự được ẩn giấu trong chương 5 là gì? Cái này phải bắt đầu kể từ rất lâu về trước, trước cả khi câu chuyện trong Hắc Thần Thoại bắt đầu. Hơn hàng trăm năm trước, khi chưa bị đầy dưới Ngũ Hành Sơn, Tôn Ngộ Không trong lúc xưng vương xưng bá ở Hoa Quả Sơn có quen biết với 6 ma vương, lần lượt là Ngưu Ma Vương, Giao Ma Vương, Bàn Ma Vương, Sư Đà Vương, Ngộ Nhung Vương và Nhĩ Hầu Vương. Sau bị bất mãn với chức bậc Mã Ôn, Ngộ Không và 6 vị ma vương tự mình xưng thánh, gọi là 7 vị đại thánh. Ngọc Hoàng bị để Ngộ Không ngừng phá phách nên đã nghe lời Thái Bạch Kim Tinh phong cho hắn một chức quan ảo là Tề Thiên Đại Thánh, sai đi canh vườn đào. Nhưng Ngộ Không tính tình khó thuần, làm loạn vườn đào, ăn trộm kim đan, mang tiên tử xuống trần mở tiệc, làm Ngọc Hoàng tức giận, sai thiên binh thiên tướng xuống bắt về quy án. Nguyên tác miêu tả cảnh này có một chi tiết khá hài hước, đó là Quan Âm vì muốn giúp Nhị Lang Thần bắt Ngộ Không, từng có ý chọi Tịnh Bình xuống đầu con khỉ đá để siêu độ vật lý, nhưng bị Thái Thượng Lão Quân cản lại vì sợ bế bình, thay bằng cái vòng kim can trác, thành công bắt Tôn Ngộ Không về thiên đình, nhốt vào lò bát quái để luyện tiên đan. Ai ngờ đến cả lò bát quái cũng không trị được con khỉ đá, ngược lại còn trao cho nó đôi mắt hỏa nhãn kim tinh. Tôn Ngộ Không khi đó nhảy ra, hất đổ lò bát quái, lò lửa rơi xuống hạ giới, tạo thành vùng đất Hỏa Diệm Sơn nóng hạn quanh năm, chẳng khác gì sa mạc. Đến đây lại phải nhắc đến một câu chuyện khác. Điện của Thái Thượng Lão Quân lúc trước có một đạo đồng phụ trách trông coi lò luyện đan. Một ngày kia, đạo đồng thấy sư phụ dẫn về một cô gái tu song song cả đạo và Phật, bắt mình gọi đó là sư tỷ thì khó chịu, cố tình đẩy việc cho cô gái đó. Hôm sau, đạo đồng tưởng rằng cô gái ấy sẽ mách sư phụ, nhưng cô nàng lại chỉ xin sư phụ một cây quạt khác thuận tay hơn để canh giữ lò. Từ đó có một cái nhìn khác về nàng, cả hai dần trở nên thân thiết. Mà Thái Thượng Lão Quân cũng ưng ý với đồ đệ mới của mình, nhân dịp đó làm tặng nàng một pháp khí gọi là quạt Ba Tiêu. Cô nàng đó không ai khác, đó chính là La Sát Nữ, Thiết Phiến Công Chúa. Còn đạo đồng chính là thổ địa Hỏa Diệm Sơn mà ta đã gặp trong trò chơi. Đến đây phải nói tại sao Thiết Phiến lại trở thành đồ đệ của Thái Thượng Lão Quân. Trong thần ảnh đồ của yêu quái Hải La Sát có đề cập, Thiết Phiến vốn là công chúa của nước La Sát, nhưng nước La Sát sau đó bị diệt vong. Thiết Phiến theo tùy tùng chạy đến khu vực Hỏa Diệm Sơn ngày trước, được Thái Thượng Lão Quân nhận làm đồ đệ, đưa lên trời dạy dỗ. Chi tiết này có điểm khác với nguyên tác và bản điện ảnh, là một trong những tình tiết mới được Game Silent đưa vào trò chơi. Lại nói, sau khi lò bát quái bị lật đổ, thổ địa bị sư phụ phạt nặng và đồng môn ghẻ lạnh, Thiết Phiến thì tự nguyện xin hạ phàm để cứu giúp bá tánh. Dưới Hỏa Diệm Sơn, Thiết Phiến dùng quạt Ba Tiêu để cầu mưa cho người dân. Có một động phủ tên là Ba Tiêu và sở hữu rất nhiều tùy tùng. Thái Thượng Lão Quân còn nể tình thầy trò xin cho nàng chức địa tiên, cai quản Hỏa Diệm Sơn. Còn đạo đồng kia, theo nguyên tắc là bị đầy xuống trần do làm việc tất trách. Nhưng trong game lại không nói rõ lý do, chỉ bảo đạo đồng xuống trần, che giấu tình cảm của mình với Thiết Phiến,
trở thành thổ địa của Hỏa Diệm Sơn. Về phần Tôn Ngộ Không, sau khi lật đổ lò bát quái không lâu thì bị đày dưới chân núi Ngũ Hành Sơn suốt 500 năm. Cũng trong một khoảng thời gian nào đó từ đây về trước, tộc Dạ Xoa trong Bát Bộ bị diệt. Bát Bộ hay Bát Bộ chúng là 8 loài hữu tình trong thần thoại Phật giáo, gồm có Thiên, Long, Dạ Xoa, Càng Thác Bà, Atula, Ca Lâu La, Khẩn Na La và Ma Hầu La Dạ. Lý do tộc Dạ Xoa bị diệt chưa được giải thích cụ thể trong chương 5, nhưng thông qua đoạn đối thoại của Thiết Phiến Công Chúa và thổ địa núi Hỏa Diệm Sơn sau khi đánh bại Yêu Vương Tị Thủy Kim Tinh Thú, chúng ta sẽ biết được rằng cuộc diệt quốc đó ít nhiều có liên quan đến Linh Sơn. Trong cuộc diệt chủng đó, cả tộc Dạ Xoa không ai sống sót, chỉ còn sót lại duy nhất linh hồn của hoàng tử nước Dạ Xoa là được Thái Thượng Lão Quân giữ lại. Đến đây thì có nhiều giả thuyết cho rằng chính Thiên Đình đã cưỡng ép Thiết Phiến Công Chúa uống nước sông Mẫu Tử, sinh ra Hồng Hài Nhi để trừng phạt Ngưu Ma Vương. Nhưng trong thần ảnh đồ của Thiết Phiến Công Chúa có đề cập, nàng bị Thái Thượng Lão Quân bắt uống nước sông Mẫu Tử, đưa linh hồn của hoàng tử nước Dạ Xoa vào bụng để mang thai hộ, sinh ra Hồng Hài Nhi, duy trì huyết mạch của tộc Dạ Xoa. Về phần Thiết Phiến tự nguyện hay là bị ép thì mọi tôi nghĩ rằng phần nhiều là do bị ép buộc. Lý do có thể lờ mờ đoán được là xoay quanh cuộc chiến giữa đạo giáo với Phật giáo. Còn cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ nói thêm ở video chương 6 khi câu chuyện kết thúc. Sau khi sinh xong Hồng Hài Nhi, Thiết Phiến Công Chúa không còn có cơ hội làm mẹ, nên Ngưu Ma Vương đi tìm một cô vợ khác là Ngọc Diện Công Chúa, sinh ra một cô con gái tên là Bình Bình. Trong nguyên tác, mối quan hệ của Thiết Phiến và Ngọc Diện không đến nỗi gay gắt như chúng ta lầm tưởng. Vào khoảng thời gian chung sống với Ngưu Ma Vương, Ngọc Diện thường xuyên gửi cho Thiết Phiến rất nhiều vàng bạc nữ trang, lụa là gấm vóc, xem như là tiền thuê chồng. Có lẽ cũng vì lẽ đó mà sau khi Ngọc Diện qua đời, Thiết Phiến mới nhận Bình Bình làm con gái nuôi, hết lòng chăm sóc. Lại nói về Tề Thiên Đại Thánh, sau khi được giải thoát khỏi Ngũ Hành Sơn thì theo Tam Tạng lên đường thỉnh kinh. Ở kiếp nạn Hồng Hài Nhi, Hồng Hài Nhi đã biến thành một đứa nhỏ bị treo trên cây để xin Thánh Tăng giúp đỡ. Chi tiết này sau đó được Game Science tận dụng lại đưa vào trò chơi. Đó là lý do trong lần đầu tiên gặp mặt, ta sẽ thấy Bình Bình cũng bị treo ngược trên cây, gián tiếp nhắc nhở với người chơi rằng Bình Bình mà chúng ta gặp là do Hồng Hài Nhi biến thành. Sau khi bị Đại Thánh gọi người đến thu phục, Hồng Hài Nhi theo Quan Âm đến Nam Hải làm thiện tài. Thầy trò Đường Tăng đặt chân đến Tây Lương Nữ Quốc thì lại dính kiếp nạn nước sông Mẫu Tử, phải tìm đến Như Ý Chân Tiên xin nước suối Lạc Thai để bỏ đứa nhỏ, nhưng bị từ chối. Khi Ngôn Từ bất lực thì bạo lực lên ngôi, Tôn Ngộ Không kéo Bát Giới choảng luôn Như Ý Chân Tiên để giành nước suối, mà Như Ý Chân Tiên lại có quan hệ anh em với Ngưu Ma Vương. Đó cũng là lý do trong đoạn cắt cảnh cuối game, ta có nghe Ngộ Không nói đã đánh em của Ngưu Ma Vương trước khi đòi quạt ba tiêu. Ở kiếp nạn Hỏa Diệm Sơn, như chúng ta đã biết, Tôn Ngộ Không quậy Thiết Phiến Công Chúa đục nước, Bát Giới tống tiễn Ngọc Diện Hồ Ly, Ngưu Ma Vương thì bị Thiên Binh Thiên Tướng siêu độ vật lý bị đưa đi cải tạo quy y cửa Phật, còn thầy trò Đường Tăng thì tiếp tục lên đường. Sau đó Tôn Ngộ Không thỉnh được chân kinh, được phong làm đấu chiến thắng Phật, rồi lại lần nữa bị Thiên Đình vây bắt. Trong trận đánh đó có sự tham gia của Ngưu Ma Vương, Hắc Hùng Tinh, Hoàng Phong Quái, Hoàng Mi Lão Phật, Bách Nhãn Ma Quân và Nhị Lan Thần. Sau khi Ngộ Không qua đời, hóa thành lục căn được chia đều cho những người tham gia cuộc chiến trên. Chưa đến 100 năm sau, Ngưu Ma Vương cải tạo thành công, được thả về với gia đình. Thiết Phiến Công Chúa vui mừng mở tiệc đón gió, cả gia đình đoàn tụ. Trong bữa tiệc, Ngưu Ma Vương nói rằng mình được một người bạn cũ trợ giúp lập được công lớn, nên được Bồ Tát xin Phật Tổ ân xá, thả về trước thời hạn. Ám chỉ công lớn chính là trận đánh trên, gián tiếp chỉ ra rằng những vị ở Linh Sơn có liên quan rất lớn đến sự ra đi của Đại Thánh. Cũng từ ngày ấy, tính tình của Ngưu Ma Vương thay đổi hẳn. Y không còn ngao du khắp nơi, yên bề ở lại Hỏa Diệm Sơn cùng Thiết Phiến Công Chúa chăm lo việc nhà, trải qua cuộc sống yên bình. Lại qua không bao lâu, Hồng Hài Nhi được Quan Âm thả về để báo hiếu cha mẹ. Gia đình Ngưu Ma Vương chính thức được đoàn tụ. Lại nói sau khi Tôn Ngộ Không qua đời, Hoa Quả Sơn bị Thiên Binh thiêu hủy. Nhóm hậu tử của Đại Thánh tản ra khắp nơi, một số con tìm đường đến Hỏa Diệm Sơn xin đầu nhập dưới trướng Ngưu Ma Vương, được Ngưu Ma Vương rộng lòng thu nhận. Nhưng chẳng bao lâu sau, nhóm khỉ bỗng bị ôn dịch. Xích Khao Mã Hầu dẫn đầu đoàn khỉ đã quyết định tách những con khỉ bị ôn dịch ra để chúng tự sinh tự diệt. Nhưng những con khỉ này lại được thổ địa của Hỏa Diệm Sơn giúp đỡ, ban cho sức mạnh đứng lên chống lại Xích Khao Mã Hầu. Trong trận đánh đó, Xích Khao Mã Hầu đã bỏ chạy, vô tình gặp được Hoàng Mi, được nó thu về dưới trướng và có câu chuyện như những gì chúng ta đã thấy trong chương 3 của trò chơi.
Về phần Ngưu Ma Vương, sau khi nhận được linh căn của đại thánh thì không dùng như những yêu vương khác mà giấu vào trong dạ dày. Nhưng không biết vì lý do gì, Hồng Hài Nhi lại phát hiện ra thân phận thật sự của mình, sinh lòng oán hận, muốn lừa Ngưu Ma Vương lấy linh căn để có thể có được sức mạnh chống lại bên trên, báo thù rửa hận cho tộc Dạ Xoa. Vậy là Hồng Hài Nhi đã giam giữ Ngưu Ma Vương và Thiết Phiến công chúa, đánh ngất Bình Bình rồi giả dạng để dụ dỗ Thiên Mệnh Nhân, muốn mượn tay chúng ta để lấy linh căn trong bụng Ngưu Ma Vương. Câu chuyện tiếp theo là những gì đã xảy ra trong trò chơi. Đến đây phải nói về linh căn mà Ngưu Ma Vương nhận được. Trong linh căn có một con heo hai đầu. Theo Sơn Hải Kinh, Mục Hải Ngoại Tây Kinh, con vật này tên là Tịnh Phong, sống ở phía đông nước Hàm. Hay trong Đại Hoang Tây Kinh, nó được gọi với cái tên Bình Bồng. Bình Bồng có hai đầu, mỗi đầu có suy nghĩ riêng. Đầu này muốn đi bên này, đầu kia muốn sang bên nọ, cũng giống với Ngưu Ma Vương bị kẹt giữa hai phía. Một bên, y còn có người nhà không muốn tiếp tục đối địch với thiên đình, cam nguyện cúi đầu để được yên ổn. Một bên, y bị giằng xé giữa ý muốn trả thù bị con trai ép giao ra linh căn. Dù y chọn cái gì cũng sẽ không hài lòng bên còn lại, không thể nào vẹn cả đôi đường. Cả cuộc đời của Ngưu Ma Vương có lẽ tràn đầy sự lựa chọn, cũng như chúng ta vậy. Lúc đó, chọn như vậy, về sau lại hối hận. Nhưng trên đời làm gì có lựa chọn hoàn hảo. Như Ngộ Không ở cuối đoạn cắt cảnh có nói, Ngưu Ma Vương cả đời không chọn đúng, nhưng rốt cuộc phải chọn thế nào mới có thể gọi là đúng đây? Vậy đến đây chúng ta có thể thấy hơn cả một câu chuyện ẩn chứa những triết lý Phật Pháp. Càng về sau, Black Myth Wukong càng thể hiện rõ sự mâu thuẫn trong tư tưởng giữa Phật giáo và Đạo giáo, giữa suy nghĩ của người xưa và nay. Điều này làm mà tôi nhớ đến một câu chuyện khá hay mà tôi vô tình nhìn thấy trên Internet, đó chính là góc nhìn của Tây Du Ký qua từng thời kỳ của con người. Khi còn nhỏ, nhìn Tây Du Ký chúng ta chỉ thấy Tôn Ngộ Không oai phong hùng dũng, Tề Thiên Đại Thánh tung hoành tứ phương. Đến lớn hơn, ở cái độ tuổi ngông cuồng, chúng ta lại cảm thấy Tôn Ngộ Không sau khi đi theo đường Tam Tạng là một con khỉ hèn yếu, chẳng còn dáng vẻ uy phong của ngày nào. Gặp chuyện thì chạy đi cầu cứu tứ phương, cúi mình trước chư tiên mà lúc trước nó từng xem thường. Rồi lớn hơn một chút, khi bắt đầu va vấp với xã hội, ta lại nhìn Tây Du Ký với một con mắt khác. Với cái nhìn của một kẻ từng trải, ta thấy được sự ngông cuồng của Ngộ Không, nhưng cũng thấy được sự nhún nhường trước thời cuộc. Thấy được cái đạo lý, cái hay trong những câu chuyện thuở bé. Từ đó ta tìm được một sự đồng cảm, thậm chí là khao khát với con khỉ đá năm nào. Để rồi khi già, nhìn lại Tây Du Ký, ta thấy cả một sự hoài niệm của tuổi trẻ, của cái thời mà ta còn tràn đầy sức sống và nhiệt huyết trên đường đời. Tại sao dù đã qua bao năm, Tây Du Ký vẫn hot đến thế? Bởi vì hơn cả tuổi thơ, Tây Du Ký là một bài học mà mỗi khi nhìn lại ta đều có thể chiêm nghiệm ra thêm những cái mới. Thế nên không nói đạo đúng hay Phật đúng, không kể Ngộ Không có thật hay không, nó vẫn là một phần ký ức đáng quý của chúng ta. Xin trích lời một bài tôi từng đọc: Ngộ Không là ngộ hay không? Ngộ là gì mà không ngộ là gì? Ngộ Không ai rồi cũng ngộ, chỉ là mỗi cái ngộ của mỗi người lại khác nhau mà thôi. Chỉ còn một video nữa là cốt truyện về Black Myth Wukong chính thức khép lại. Cảm ơn anh em đã theo dõi và ủng hộ mọi tôi trong suốt thời gian qua. Hy vọng video tiếp theo sẽ được gặp lại anh em để series này của chúng ta có thêm một dấu chấm trọn vẹn trên con đường nhìn lại một thời tuổi thơ nhé. Giờ thì nếu thấy hay thì mong anh em có thể like, share video này để ủng hộ mọi tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Bye bye.